Rất là dễ. Gì vậy? Bột sốt. Cảm gì thầy thì xin lái mình giới thiệu. Phần kỹ thuật. À. Thì đầu tiên nói về cái kỹ thuật chụp. Thì khi mình chụp chụp khớp gối thì tập trung chủ yếu là các kỳ là cắt mỏng khoảng 3 đến 4 mm có các cái cấu trúc quan trọng là khớp, ví dụ mặt cả phần sagittal thì chúng ta cắt phải thấy được theo cái trục của kỳ dây chằng chéo trước. Rồi mặt phẳng ASEAN thì chúng ta phải lấy theo cái trục của kỳ khớp đến trường. Chúng ta chụp thì kỳ thường là cái khớp nó duỗi, nhưng khi hơi kê một cái gối phía dưới thì gối nhá, thì gối nó hơi cái khớp mà gối nó hơi lỏng ra một tí nó thoải mái, thì bàn chân thì thường chúng ta xoay ngoài ra khoảng 10 độ để hướng cho cái mặt phẳng của dây chằng chéo trước nó nằm theo cái mặt phẳng chụp định vị. Có thể chúng ta sẽ chụp các cái chuỗi sóng 3D, vậy là cắt 1 mm để vào sát xuống khớp. Thường chúng ta sẽ chụp cái field of view nhỏ từ 12 đến 14 cm, chúng ta khu trụ lại. Thì field of view này chúng ta sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái bộ phận chụp. Chúng ta chụp bụng thì field of view nó rất là lớn. Còn chụp khớp gối thì chúng ta khu trụ field of view lại. Và chúng ta sẽ sử dụng các cái coil kiếm việc cho khớp gối. Tùy các máy cộng tư, tùy các cái cấu hình mua thì thường là nó sẽ có những cái coil chuyên biệt dành cho khớp gối và khớp cổ tay. Thì, rồi cái mát trần chụp nó phải lớn khoảng trên 192. Có ba cái mặt phẳng chụp cơ bản: mặt phẳng sagittal, mặt phẳng coronal và asean như thế này. Nó qua cái các mặt phẳng cắt cái màng này hết bị lát nó cảm gì thấy tôi chuyển qua hình ảnh các cái mặt phẳng cắt rồi cái máy nó hơi màng nó bị chậm nữa, nó mất khoảng phải 10 giây là mới chuyển slide. Vậy tôi sẽ cố gắng nói chậm từ từ để cái gì theo kịp. Thì đây là hình ảnh của cả cái mặt phẳng cắt đúng không? Cái mặt phẳng xa cái tán thì chúng ta sẽ định vị trên, khi mà định vị gặp là cắt xa cái tán đó, chúng ta sẽ định vị trên kỳ hình ảnh ASEAN và Coronal, thì chúng ta sẽ định vị nó theo cái trục bằng bằng hành tắt thì tinh diệt đi, tắt thì tinh diệu đi, tắt lại cái tinh diệu. Thì mặt phẳng sagittal này chúng ta sẽ định vị như thế theo cái trục của cái dây chằng chéo trước như này, đây dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau. Thì thường chúng ta sẽ bẻ cho nó thì mặt phẳng này nó chạy song song với bờ trong cái lôi cầu ngoài song song như thế này. Mặt phẳng ASEAN thì chúng ta sẽ lại dọc theo cái vuông góc về cái trục của sinh đôi số như thế này. Rồi mặt phẳng coronal thì chúng ta sẽ lấy hết từ bên này qua bên này, chú ý phải cắt rộng ra, nếu như chúng ta cắt hẹp quá chúng ta sẽ bỏ sót các cái lát cắt ngoài cùng này là cái dây chằng bên chày với dây chằng bên mặt thì chúng ta bỏ sót. Bên mặt phẳng các cái lát cắt ASEAN chúng ta cắt cao trên này, thì trên của cái xiên bên chè thì cao lên thế này, tùy thuộc vào bệnh lý có những tổn thương nó bệnh nhân đi khám về những cái tổn thương nằm trên này thì chúng ta phải chú ý chúng ta cắt cao lên, còn thông thường chúng ta cắt như thế này thì giữ phải cắt hết qua cái chỗ bám của cái gân bánh chè này. Về các chuỗi súng chụp thì để đánh giá khớp gối
thì thường người ta sẽ sử dụng hai cái súng, đấy là súng PD, là súng Proton Density có xóa mở, có phát sáng, và cái súng T2 có phát sáng. Cái súng T1 chúng ta cũng có thể sử dụng trong một số trường hợp, nhưng mà anh chị thấy tên súng T1 là cái chữ chúng ta thấy các cái cấu trúc, các cái bất thường tổn thương nó cũng rõ, mà chủ yếu là cho chúng ta các hình ảnh giải phẫu. Để đánh giá súng chém, thường tôi dùng cái súng PD này, thì cái này cũng tùy thuộc vào từng người, thói quen và sở thích từng người thôi. Riêng tôi thì hay dùng cái súng PD để đánh giá cái súng chém, còn cái dây chằng tôi dùng cái T2. Có thể có một số người người ta yêu cầu các cái chuỗi súng Gradenico 3D để chúng ta đánh giá các cái súng. Mới về giải phẫu thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu một số cái hình ảnh tĩnh trước, rồi chúng ta tôi sẽ vào cái phần các cái ca có cái hình ảnh đồng ở trên phim. Thì cái lạc cắt này có như thế, cái góc bên trái này, dưới trái này là chỉ cái vị trí cắt, thì chỗ này chúng ta cắt ngay qua phía trên của cái xương bánh chè đây, là cắt đây. Thì qua cái lạc cắt này chúng ta thấy đây cái phần cắt qua cái phần dưới của xương đùi đúng không, đây là xương đùi. Thì xương đùi anh chị để ý trên cái phần tư cái phần xương đặc phía ngoài thì nó giảm tín hiệu này. Phía trước này là cái cơ từ đầu đùi ha, cơ rồng trong, cơ rồng ngoài. Đây cái phần đen đen này là cái gân từ đầu đùi. Anh chị thấy các cái gân thì nó giảm tín hiệu trên cả súng T1 và trong T2. Còn đây là cái khối khối cơ. Để chuỗi súng T2 có phát sáng thì chúng ta thấy cái phần mở phía ngoài xóa đen hết rồi. Thì cơ rồng ngoài, cơ rồng trong. Đây chúng ta có cái dải chầu chày là màu đen giảm tín hiệu thế này. Cái phía trước thì chúng ta thấy nó ít gặp các tổn thương đúng không? Mà phần là chúng ta đọc khi mà phân tích hình ảnh thì phần nhiều các cái tổn thương nó sẽ gặp ở phần sau, cái phần khoeo này, vì sau này có rất là nhiều cơ. Thì ở cái vị trí cắt này là cả chị nhìn vào đó, thì cái khối cơ lớn nhất là cơ bản màng, cái này cơ bản màng thì vị trí còn lớn nhất ở trong cái lạc cắt này, phía sau nó là cơ bản gân. Phía ngoài này chúng ta có hai cơ, thì cơ may là nó to, còn cơ thon là nó nhỏ, thì nhớ cho đấy. Như vậy bốn cái cơ này thì cơ lớn nhất là bản màng, sau nó ngay sau nó là bản gân. Phía ngoài này thì có hai cơ là cơ may và cơ thon, thì cơ may nó to và cơ thon nó nhỏ. Phía bên này thì chúng ta có cái cơ nhị đầu và cái phần gân cơ của nó màu giảm tín hiệu ở đây. Ở đây chúng ta có cái động mạch khoéo và tĩnh mạch khoéo. Phía sau nó thì chúng ta có cái bộ thần kinh chạy. Thần kinh chạy, cả cái thần kinh ngoài biên và chung, các anh chị nhìn vào các anh chị thấy và dàn nó có tăng tín hiệu, bên trong nó có cái vách, cái dấu fascicular đấy, là cái các cái vách ở trong ấy. Mà khi mà chúng ta nó có hình thành các cái u, giống u schwannoma chẳng hạn, thì cái chỗ này nó rõ lên và chúng ta thấy có các cái vách 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 trong cái dây thần kinh này, đặc điểm của các cái dây thần kinh ngoài miệng. Chúng ta xuống một chút thì cái lạc cắt cắt ngang qua ở giữa của cái xương bánh chè này, mình vị ngang đây thì cắt xuống ngang đây thì chúng ta thấy các cái cơ rồng trong và rồng ngoài cũng còn nè, mà nó hòa vào các cái gân, nó hòa vào cái gân từ đầu đuôi rồi, và mạc cái chữ bánh chè trong, mạc chữ bánh chè ngoài. Một số trường hợp chấn thương, ví dụ trật cái xương bánh chè chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy có tổn thương và mạc chữ bánh chè này, nó có thể tăng tín hiệu lên, nó có thể gián đoạn, có tụ dịch xung quanh. Thì sau xương bánh chè chúng ta có một cái lớp xương khớp, anh chị thấy đây là lớp xương khớp. Phía trong á, là màu đen á, là phần xương đặc, là vỏ xương. Phía ngoài là cái phần tăng tín hiệu này là xương khớp. Phía ngoài nữa là dịch khớp, tăng tín hiệu mạnh dạng dịch như là dịch khớp. Còn phía trong nó là xương, tín hiệu nó thấp hơn dịch. Này.
Thì cái này cũng rất quan trọng khi chúng ta đọc cụm từ chúng ta ít để ý, vì nó trong trường hợp thoái hóa khớp hoặc các chấn thương chẳng hạn, nó thể rách các cái xương này chúng ta phải mô tả, vì khi nó tổn thương ở xương khớp nó có thể kéo theo thoái hóa khớp thứ phát. Phần này là phần đầu dưới của xương đùi đúng không? Và chúng ta vẫn còn thấy ở đây xuống đây chúng ta bắt đầu thấy có cái cơ bùng chân. Cơ bùng chân thì nó có hai kỳ thân, hai đầu, đấy là đầu trong của cơ bùng chân, nên là đầu ngoài của cơ bùng chân. Thì bó mạch khoeo và thần kinh chạy, nó sẽ chạy giữa cái hai bó cơ này phía sau một chút. Đây, đây là bó mạch thần kinh, đây là đầu trong cơ bùng chân, đầu ngoài cơ bùng chân. Cái cơ nhị đầu hồi nãy chúng ta thấy to, thế bây giờ nó giảm dần xuống. Đây là cơ nhị đầu. Vào đây chúng ta thấy bây giờ cái cơ bản mang nó cái thường nó giảm dần đúng không, nó giảm xuống nè, bản mang thì sau nó là bản gân nha. Bây giờ cơ máy nó to là cơ thon, bây giờ chúng ta còn thấy cái gân thôi, như vậy đây là bản mang, bản gân, cơ may và cơ thon. Nó xuống một lát cắt nữa, bây giờ là cắt xuống ngang qua cái vòm giáng lôi cầu, hay là ngay phía dưới cực dưới của cái xương mảnh chè. Đây chúng ta thấy đây là cái dây chằng mảnh chè, phía trên là dây chằng cơ tự đầu đùi, gắn cơ tự đùi thì xuống đấy người ta gọi là cái dây chằng mảnh chè, đây dây chằng mảnh chè. Bắt đầu chúng ta sẽ thấy dây chằng chéo trước, nhưng mà trên cái mặt phẳng ASEAN nhiều khi chúng ta thấy khó đánh giá, nhiều khi chúng ta sẽ coi trên cái mặt phẳng Sagittan và Coronal thì chúng ta sẽ dễ đánh giá cái dây chằng chéo trước và chéo sau hơn. Chúng ta thấy ở đây là cắt qua cái dây chằng chéo trước ở đây tròn tròn này. Cơ bùng chấn chúng ta thấy rõ đầu trong cơ bùng chấn, đầu ngoài cơ bùng chấn, bỏ mạch quéo một cái thân kính chạy thì sao gắn cơ bản mang ở đây, và phía sau nó là gắn cơ bản gân. Thì có một cái điểm đặc biệt chỗ gân cơ bản mang này, các anh chị chú ý là cái khoảng giữa cái gân cơ bản mang và cái gân đầu trong của cơ bùng chân là nó có một cái khoảng, thì cái này chính hình thành cái cổ của cái nang Baker. Các anh chị làm siêu âm các anh chị hay đọc là nang Baker là nang hoạt dịch vùng khoéo, nó chính là cái thoát vị của tụy hoạt dịch qua cái khe này. Dù hồi tôi có một số trường hợp tôi giải thích anh chị bình thường chúng ta đều cũng thấy rõ cái khe này, nhưng mà khi nó tràn dịch và khi có thoát vị thì tụy hoạt dịch ấy, thì chúng ta thấy nó thoát vị qua cái chỗ này rồi nó đi ra, nó phân to ra đây. Thì nang Baker nó luôn luôn xuất phát từ cái chỗ này, cái chỗ này cái chỗ ý của cái tụy hoạt dịch, nó thoát vị qua đây. Bên này là cơ máy, bên này là cơ thon. Bắt đầu chúng ta thấy cái dây chằng bên chày ở đây và dây chằng bên mạc ở đây. Thì trên mặt phẳng các ngang mặt phẳng ASEAN chúng ta thấy cái dây chằng là một cái điểm tròn như này. Còn muốn đánh giá rõ nó chúng ta coi trên cái mặt phẳng coronal, chúng ta thấy nó trải dài từ trên đường dưới. Chúng ta sẽ coi cái coronal xuống một chút nữa thì là cắt, nên là cắt qua cái lôi cầu hay là cái mâm chày, có cái có thể ngay phía trên của cái mâm chày chúng ta thấy cái lôi cầu ngoài của mâm chày, lôi cầu trong của mâm chày, vẫn gắn cơ bàn chày phía trước, dài chỗ chày ở đấy nó hòa vào cái bao khớp, dây chằng bên mạc đi gắn cơ nhị đầu. Thì cơ nhị đầu gắn cơ nhị đầu nó chạy xuống dần 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 và nó sẽ hợp với cái dây chằng bên mạc này tạo thành một cái gân chung và nó bám vào cái đỉnh của xương mạc là cái chỗ này.
cơ buồng chân, đầu trong, đầu ngoài, bộ mạch khoéo, gân cơ bản màng. Bây giờ nó xuống đây, nó sẽ bám vào cái mặt sau của cái lồi cầu trong của xương chạy. Còn gân cơ bản gân ở đây, nó sẽ chạy xuống cùng với gân cơ may và gân cơ thon. Thì ba cái gân này anh chị để ý, nó nằm song song ba cái này này, nó sẽ chạy xuống dần và nó bám vào phía trước của cái mâm chay á, nó tạo thành cái là cái gân chân ngọng. Là ba cái gân này nó chạy song song xuống tạo thành cái gân chân ngọng như này. Xuống cuối cùng hầu như cái lạc chắc phía dưới cùng của cái khớp gối thì chúng ta thấy đây bắt đầu có cái gân cơ khoeo. Cái cơ khoeo ở đây, cái cơ khoeo này chúng tôi trên mặt phẳng xa cái ta chúng ta thấy rất là rõ. Cơ buồng chân, khối cơ buồng chân là như thế này. Nhóm ba cái gân hôm nay tôi nói đấy, cơ may, gân cơ thon và gân cơ bản gân nó chạy xuống để tạo thành cái gân chân ngọng như thế này. Bên này thì gân của cơ nhị đầu và cái dây chằng bên mác nó hợp chung lại với nhau và nó bám vào cái đỉnh của xương mặt ở đây. Cái này là cái gân bánh tre ngay trên chỗ bám của cái lồi cuộn chày. Một số người trẻ, mấy thanh niên trẻ khoảng 13, 14, 15 tuổi nhưng khi vô khám chụp X-quang là vì đau ở cái lồi cuộn chày này. Nên các anh chị chụp X-quang lên các anh chị thấy nó viêm ở đây, nhiều khi nó có một dấu hiệu giống như nó bóng vậy, nhưng thực ra nó không phải, là cái bệnh Oculoclaster. Các anh chị chú ý là nó viêm cái chỗ bám của cái gân bánh chè đây, và cái bệnh này nó thường nó tự giới hạn tự gọi, nên chúng ta phải nhớ là chỗ này nhiều khi chúng ta đọc nhầm là nó viêm, hay nhiều khi đọc nhầm là bóng như gân bánh chè luôn, nhưng ra không phải. Bây giờ qua cái lạc cắt sagittal là cắt dọc giữa và được theo kỳ trục của cái dây chằng chéo trước. Thì đây chính là cái dây chằng chéo trước. Thì khớp gối nó có hai cái dây chằng chéo đúng không? Dây chằng chéo trước ở đây, dây chằng chéo sau ở đây, đúng không? Nó chạy nó bắt nhau qua nhau thành hình chữ X như thế này. Đấy. Thì dây chằng chéo trước nó chạy từ mặt sau của cái vòm dáng lôi cầu, nó chạy xuống và nó bám vào cái mâm chày. Dây chằng chéo sau thì ngược lại, nó chạy từ phía sau của mâm chày, nó chạy ra phía trước như thế này. Thì các cái dây chằng thì nó sẽ có giảm tín hiệu trên các chuỗi xung, trên các T1, T2 hoặc PD. Tuy nhiên trên chuỗi xung T2 chúng ta sẽ thấy các cái vạch sáng sáng ở trong này. Đấy. Thì đây chính là cái chỗ mà cái dịch khớp nó len lỏi giữa các cái thở cơ, thở gân này. Thì là cái này là bình thường chứ không phải rách. Nhiều khi chúng ta đọc rách bản phân nhưng mà không phải, cái này là bình thường. Cái này gắn từ đầu đuôi. Đây đó, qua đây bám vào xương bánh tre, là thành cơ bánh tre, gân bánh tre. Bám vào cái lôi mâm chay ở đấy. Đây chính là cái lớp mỡ hút pha, mỡ ngay phía dưới xương bánh tre ở đây. Thì nhiều khi có cái trường hợp nó viêm gặp lớp mỡ này, cảm gì thì nó tăng tín hiệu mạnh trên thứ hai, thì phải cẩn thận có các cái bất thường của khớp bánh tre khớp gối. Xương bánh chè khớp gối thì chúng tôi trong cuối cái bài này tôi sẽ nói về bất thường của cái khớp bánh chè đuôi này. Thì sau này là khối cơ vùng chân, chúng ta biết rồi vùng chân rất là lớn. Cái này cái cơ bản màng, hồi nãy tôi nói đấy, chiều ngang cái vị trí này thì cơ bản màng là cái cơ mà có kích thước lớn nhất ở vùng queo, phía sau queo này. Ở bên này có một cái ngắt trên xương bánh chè, cái ngắt của cái khớp này nó liên tục về cái bao cái quan hoặc dịch của khớp, và khi có trang dịch khớp thì chúng ta sẽ thấy dịch nó lên đây. Trên siêu âm các chị hãy đo cái bề dày của lớp dịch trên xương bánh chè để chúng ta mô tả cái lượng trang dịch khớp bao nhiêu, chính là cái chỗ này. Trên X-quang chúng ta cũng đánh giá được trang dịch khớp nhờ vào cái hình mờ, chúng ta hay gọi là thì khối mờ hình lê nằm ở trên xương phía trước xương đùi hay là phía trên xương bánh chè như thế.
chỉnh là cái chỗ này, nhưng mà trang dịch thì dịch là trang lên này. Bây giờ có cái mặt phẳng coronal, thì mặt phẳng coronal này chúng ta sẽ đánh giá cái gì? Hai cái dây chằng bên, đúng không? Dây chằng bên chày, cái này dây chằng bên mặt. À, tiếng Anh thì nó gọi bên chày bên mặt, mình nói gọi dây chằng bên trong và dây chằng bên ngoài, nhưng mà trên giải phẫu chúng ta thì gọi bên chày bên mặt, thì cũng theo cũng là bên mặt thì là nó bên ngoài, thì nó người ta cũng hiểu hết. Dây chằng bên chày là chày như thế này, dây chằng bên mặt là như thế này, thì chúng ta biết cái hồi này và nói là dây chằng bên mặt là hợp về cái gân của cái cơ nhị đầu và bám vào cái chõm xương mặt, đúng không? Trên mặt phẳng coronal chúng ta cũng thấy rõ các cái sụn trên, đúng không? Chúng ta lần từ trước ra sau, từ sau ra trước, chúng ta sẽ thấy toàn bộ cái sụn trên từ xương trước ra xương sau, rồi thân, đây là cái thân. Thì trên mặt phẳng coronal cái sụn trên nó có hình tam giác như thế này, đúng không? Phía ngoài này là cái bờ ngoài, cái trong này nó nhọn lại như thế này. Nếu các anh chị thấy nó mất cái phần nhọn của bờ trong này thì cần thêm quá trình có rách sụn trên, nó dạng rách quay sắt, nghĩa là nó bóng cái chỗ này mà nó di lệch vào trong. Dù hồi chứ có một số trường hợp mà giới thiệu các anh chị, còn bình thường nó phải nhọn như thế này. Trên mặt phẳng coronal chúng ta cũng có thể đánh giá cái dây chằng chéo trước, thì chúng ta có một cái dấu hiệu phát hiện ra đứt dây chằng chéo trước trên mặt phẳng coronal gọi là dấu empty notch. Thì cái dây trên mặt phẳng coronal chúng ta cắt qua vị trí này, chúng ta thấy đây là cái chỗ bám của cái dây chằng chéo trước. Dây chằng chéo trước nó chạy từ bên đây, nó chạy 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 lưới sau và nó bám vào cái bờ ngoài, bờ trong của cái vòm dáng lôi cầu, nên lôi cầu ngoài nên bờ bờ trong của cái thằng cái lôi cầu ngoài á, mà bám vào đây thì cái gắn nó phải bám sát vào đây. Thì trong trường hợp mà đứt hoàn toàn ở chỗ này á, chúng ta sẽ thấy ở đây nó không thấy cái dấu hiệu gân, hình ảnh của gân, mà chúng ta thấy thay vào đó là một cấu trúc dịch, thì dấu hiệu gọi là dấu empty notch, thì vòm dáng lôi cầu này bị trống đó. Dù hồi sẽ có trường hợp như thế. Đây là dây chằng chéo sau, đây là dây chằng chéo trước và chéo sau. Tôi tách ra hai cái mặt phẳng để các anh chị thấy dễ thấy. Cái chéo trước nó chạy như thế này, chéo sau nó như thế này. Như tôi nói, trong cái dây chằng chéo trước nó có các cái vùng tăng tín hiệu chạy dòng 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 này là bình thường, và chúng ta phải thấy rõ dây chằng chéo trước nó chạy từ cái vòm dáng lôi cầu này đến mâm chạy. Còn một số trường hợp gãy bóng cái chỗ bám của dây chằng chéo trước ấy, anh chị đọc X-quang thỉnh thoảng hay thấy ấy, chúng ta thấy nó tách cái mảnh lên, đúng không? Nếu thấy khó chẩn đoán nữa thì chúng ta chụp CT thấy rất là rõ. Dây chằng chéo sau thì nó hình mắc câu như thế này, hơi cong cong. Nếu các anh chị thấy cái dây chằng chéo sau mà nó móc nhọn quá, tạo thành hình kỳ người ta gọi là hình cái gầy của người trắng cừu đấy, nó móc nhọn như thế này thì quá trình là có rách dây chằng chéo trước. Vì dây chằng chéo trước bình thường nó cắn như thế này, nó tạo ra cái độ cắn của cái khớp gối, mà nếu như rách dây chằng chéo trước nó sụp xuống, thì dây chằng chéo sau nó sẽ sụp xuống và nó cong hơn bình thường, nó tạo thành hình móc câu. Bên sách này sách thì anh hay nói đây thì dấu hiệu cái gầy của người chăn cừu mắt nhọn này. Một cái dây đang chèo trượt bình thường chúng ta phải thấy rõ cả bỏ sợi và nó chạy phải dốc như thế này, thì cái gì thấy nó chạy la la thì quá trình có rách là trên nó sụp xuống rồi. Đây là một ví dụ của rách dây chằng chèo trượt, chúng ta thấy không còn cái hình ảnh bình thường của dây chằng chèo trượt nữa. Dây chằng chéo sau cái mặt phẳng này không thấy, nhưng mà chắc chắn nó sẽ bị gập góc xuống, có trang dịch một xí, có đụng dập cái mô xương sụp. Thì trong trường hợp mà chấn thương khớp gối mà đứt dây chằng chéo trước á, thường là cái chấn thương nó xoắn vặn rất mạnh, nó gây đứt cái dây chằng chéo trước và nó va đập cái phần chõm xương đùi này, đầu dưới của xương đùi này vào cái phần sau của mâm chày. Chúng ta thấy cái phù nề của hai cái này, một số tác giả gọi cái này gọi là cái kissing injury, gọi là cái này nó tiếp xúc với cái này. Khi mình thấy trên cộng tư mà chúng ta chưa thấy cái dây chằng chéo trước,
mà chúng ta thấy nó phù nề của phần này và cái phần này thì cẩn thận, như vậy là có một cái chấn thương rất lớn, nó kéo căng phần này, nó va đập vào phần này thì rất là dễ kèm với đứt cái dây chằng chéo trước. Trên là cắt này chúng ta thấy sụn chêm và phần xa cái tan chúng ta thấy, trên là phần xa cái tan chúng ta cũng thấy cái hình tam giác như vậy, thì ngoài vi thì nó rộng, sau đó nó nhọn như vậy tạo hình tam giác. Đứt dây chằng chéo trước chúng ta thấy hình ảnh gì, hình ảnh dạng đồ án hoặc là dây chằng chéo trước nó quá phẳng, hoặc là trong các trường hợp mà anh chị không thấy cái dây chằng chéo trước mà hết chụp lên mà tìm trên chuỗi xung T2 cũng thấy, T4 cũng thấy, TD cũng thấy, đấy, như vậy là có rắc dây chằng chéo trước rồi. Hiện tại chúng ta chụp đúng. Tuy nhiên phải loại trừ một cái trường hợp là bệnh nhân sau phẫu thuật. Sau phẫu thuật nhiều khi người ta thấy cái dây chằng chéo trước tái tạo dây chằng chéo trước bằng các cái vật liệu hoặc là bằng các cái gắn cơ tự thân này, thì chúng ta nhiều khi không thấy rõ cái dây chằng này, nó mơ mơ nhạt nhòa. Thì trong trường hợp thì nhìn xuống nhìn lên thì thấy có các cái đinh vít nữa, khi nào người ta tái tạo người ta có đóng các cái đinh, thì như vậy phải cẩn thận. Này là trường hợp đấy là người ta tái tạo dây chằng chéo trước chứ không phải là rắc dây chằng chéo trước, là rắc rồi người ta tái tạo rồi, thì phải mô tả cho kỹ. Đây là dấu empty knot như hồi tôi nói, thì cái dây chằng chéo trước nó phải chạy lên, nó bám vào cái bờ trong này. Bây giờ chúng ta để đây không còn cái thấy nữa, mà chỗ này nó trống, vậy là dấu empty knot. Khi mà rắc dây chằng chéo trước ấy, thì chúng ta phải chú ý một trường hợp, đấy là chúng ta rất hay nhầm, đấy là trường hợp có thoái hóa nhầy dây chằng chéo trước mà chúng ta hay đọc là rắc bán phần. Chúng ta thấy vẫn thấy có vài một vài thợ xây nó chạy bình thường liên tốn, nhưng mà chúng ta thấy có những cái vùng nó tăng tín hiệu và chúng ta đọc là rắc bán phần, nhưng thực ra nó không phải rắc bán phần mà cái này là thoái hóa nhầy. Thì gân thì thành phần của dây chằng này nó bị thoái hóa nhầy, gọi là mucoid degeneration ấy. Nó tăng tín hiệu này. Như vậy thì làm sao phân biệt được cái rắc bán phần về thoái hóa nhầy này? Thì các anh chị để thoái hóa nhầy này thì kích thước của cái dây chằng nó tăng lên, nó phi đại lên. Còn trong rắc bán phần thực sự nó có rắc bán phần thì cái kích thước này nó sẽ giảm, chúng ta sẽ thấy là dây chằng nó mỏng. Thì những trường hợp này mà chúng ta đọc rắc bán phần mà phẫu thuật viên vào họng một và nội soi vô họ sẽ thấy dây chằng bình thường, và những cái này thường là không có chỉ định phẫu thuật, nhưng mà này chúng ta đọc nhầm người ta để người ta mổ. Trên mặt phẳng corona này chỗ này nó tăng thì nhiều thoái hóa nhầy. Dây chằng bên đọc dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau rồi thì phải nhìn qua hai bên là xem dây chằng bên. Thì trong các trường hợp chấn thương rất dễ kèm với rắc dây chằng bên, đúng không? Thì người ta phân ra ba độ đấy, các anh chị thấy cái vùng tín hiệu ngay trong cái này là độ 2 rồi, còn độ 3 là rắc hoàn toàn. Còn độ 1 là tín hiệu nó chỉ nằm ở cái bề mặt dây chằng đấy, trong trường hợp này là độ 2 rồi. Tương tự như thế, đấy, tổn thương độ 2 rất cao ở cái dây chằng bên bên mặt. Luôn luôn có ấy, dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, dây chằng bên chay, dây chằng bên mặt. Sau đó chúng ta phải qua xuồng chêm. Xuồng chêm thì có hai cái xuồng, xuồng chêm ngoài và xuồng chêm trong. Thì xuồng chêm trong thì nó lẻn hơn và nó hình chữ C như thế này. Xuồng chêm ngoài thì nó nhỏ hơn và nó hình gần như là một cái vòng tròn, gần là một vòng tròn hoàn chỉnh trừ chỗ này thôi. Do đặc điểm giải phẫu của xuồng chêm ngoài như thế này nên chúng ta hay gặp cái xuồng chêm hình địa ở xuồng chêm ngoài. Thì 99% gặp xuồng chêm hình địa là gặp ở xuồng chêm ngoài. Rất rất hiếm gặp ở xuồng chêm trong. Bởi vì khi các anh chị đọc xuồng chêm hình địa mà đọc xuồng chêm trong là phải cẩn thận. Chắc chắn chúng ta đọc nhầm, xuồng chêm hình địa sẽ gặp ở xuồng chêm ngoài thôi. Vì nó hình to như thế này nên nó dễ bị biến. Nó có xu hướng là nó bất thường hơn là cái xuồng chêm trong. Thì dây chằng chéo trước thì chằng chéo sau. Ở ngoài xuồng chêm, bên ngoài xuồng chêm thì dài từ 3 đến 5 mm, còn bên trong thì nó nhọn lại hình tam giác rất là sắc nét.
xuống chếm nó sẽ có tín hiệu giảm, tín hiệu thấp trên tất cả các xung, xung T1, xung T2, xung PD. Thì đây là đoạn cắt qua thân xuống chếm. Thì chúng ta biết rồi, xuống chếm nó như thế này, thì đoạn cắt qua thân là cắt qua cái vị trí này đúng không? Mặt phẳng sa cái tan cắt qua thân và qua vị trí này. Thì khi mà cắt qua thân á, trên mặt phẳng sa cái tan chúng ta sẽ thấy hình xuống chếm, hình nơ, hình như cái nơ như thế này. Đấy. Đây phía trước, đây phía sau, đây là cái chòm xương mát đúng không? Đây cái lồi cầu xương đùi. Rồi chúng ta lần vào gặp là các phía trong qua cái thân rồi á, thì chúng ta sẽ thấy có xương trước và xương sau nó tách biệt nhau và hình tam giác như thế này, bên ngoài rộng, bên trong hẹp nhọn. Trên các cái protocol các khớp gối thường quy thì thường chúng ta sẽ thấy cái thân xuống chếm trên hai lạc cắt thôi. Nếu các anh chị thấy thân xuống chếm mà tồn tại trên hai lạc cắt, như ba lạc, bốn lạc thì coi chừng đấy là xuống chếm hình địa. Nhớ chưa? Đặc biệt xuống chếm ngoài, xuống chếm trong thì chúng ta hiếm thấy xuống chếm hình địa. Đây là một ví dụ của xuống chếm hình địa và xuống chếm ngoài. Đây, như thấy là lạc cắt qua ở giữa của xuống chếm. Thì xuống chếm trong chúng ta thấy nó hình tam giác nhọn như thế này, nhưng xuống chém hình địa nó rộng ra, nó tạo thành một cái địa tròn đều như này. Thì cắt qua cái từ trước ra sau mặt phẳng côn đan, chúng ta luôn luôn thấy cái hình như thế này, như vậy là xuống chém hình địa và nó bao phủ gần như toàn bộ kỳ lồi cầu ngoài của mâm chày như này. Thì kéo áo từ trước ra sau mà có thể xuống chém nó phủ hết đều như này, thì đấy là xuống chém hình địa. Thì sao gọi xuống chém hình địa? Thì chúng ta biết rồi, xuống chém ngoài toàn là hình hơi tròn nhưng mà nó vẫn có cái bờ trong đúng không? Nó bình thường nó phải như thế này. Thì bây giờ thì xuống chém nó hình cả cái đĩa luôn á, nó có cái phần rộng ở trong nữa, nó phủ toàn, nó toàn bộ xuống chém như một cái đĩa mà nó phủ trên cái mâm chay như vậy. Thì Watanabe phân ra ba nhóm, cái nhóm này nhóm hoàn toàn chúng ta nó phân toàn bộ luôn, cái nhóm này nhóm không hoàn toàn thì còn trừ ra một chút, cái nhóm này là nhóm thể Wisdek. Thì lúc đấy cái xuống chém nó không có các cái dây chằng vành, dây chằng vành ở đây các anh chị để đến đọc cộng tư cái này cũng nói luôn là nhiều khi chúng ta hay sọt rách cái dây chằng vành này. Dây chằng vành là những cái dây tròn nhỏ nhỏ nó định cái xuống chém vào cái mâm chày. Thì chúng ta biết là cái xuống chém thì nó nằm giữa cái lôi cầu của mâm chày, về phía trên thì là có cái xuống đùi đúng không, hai bên nó ép lại. Thì cái xuống chém ấy, sẽ định chặt vào cái mâm chày, còn cái diện tiếp xúc của nó về cái xương đùi thì là tự do, nhưng mà xương đùi nó sẽ trượt khi mà có duỗi thì xương đùi nó sẽ trượt trên thế này, còn cái xuống chém nó sẽ được giữ vào mâm chày bởi các cái dây chằng vành. Thì trong cái thể quan wristband này thì không có các cái dây chằng vành, nghĩa là xuống chém này rất dễ bị di lệch và nó chỉ được giới hạn được dính vào, cố định vào cái hoặc hệ thống khớp bằng cái dây chằng wristband thôi. Thì trong trường hợp này rất dễ gây bị tổn thương. Thì xuống chém hình địa nói chung sẽ rất dễ bị tổn thương hơn là xuống chém bình thường, vì hai lý do. Thứ nhất là bất thường về giải phẫu, thứ hai nó đi kèm với bất thường giải phẫu là có những cái biến đổi về cái cấu trúc bên trong của xuống, và nó gây do cái xuống nó dễ bị tổn thương hơn một cái xuống bình thường. Nhưng khi mà xuống chém hình địa thì nó rất dễ bị rách. Khi mà rách xuống chém thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Bình thường xuống chém nó sẽ giảm tín hiệu như thế này, và khi có các cái đường rách tổn thương thì nó sẽ là gần cái vùng tăng tín hiệu. Thì khi đọc cộng từ cả nhìn thấy các cái tổn thương như thế này, thì cái tổn thương mà nó tăng tín hiệu nhỏ nhỏ tròn tròn nằm ở ngay ở giữa ở trong của xuống chém ấy, chúng ta gọi là độ 1, tổn thương độ 1. Những cái tổn thương dài 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 là độ 2, tổn thương mà nó phát triển ra cái bề mặt của xuống chém, có thể là bề mặt phía dưới hoặc bề mặt phía trên, gọi là độ 3. Thì chỉ có những tổn thương độ 3 này mới gọi là rách xuống chém. Độ 1 và độ 2 chúng ta gọi là các cái tổn thương nội sụn hay là thoái hóa nội sụn. Ba cái này có gì khác nhau không? Về mặt
mô bệnh học này, nếu chúng ta mổ ra thì đấy thực sự là những cái tổn thương của xuồng chèn. Tuy nhiên những cái tổn thương này nó nằm khu trú bên trong của xuồng chèn, và các phẫu thuật viên khi người ta làm nội soi người ta vào á, người ta sẽ không thấy những cái tổn thương này. Vì sao? Vì nó chưa phát triển đến cái bề mặt của xuồng chèn. Chỉ khi nào nó phát triển đến cái bề mặt của xuồng chèn thì phẫu thuật viên nó mới thấy. Do đó bữa nay người ta thống nhất là chỉ những cái tổn thương nào nó tiếp xúc vào đây gây gián đoạn cái bề mặt xuồng chèn thì mới gọi là rách xuồng chèn. Còn những trường hợp độ 1, độ 2 chúng ta gọi là thoái hóa thôi, để đề phòng những trường hợp người ta mổ. Vì những trường hợp này người ta mổ ra người ta không thấy, nội soi ra không thấy, và người ta cũng không làm gì được hết, người ta nói chúng ta đọc sai, đừng ăn phải. Nó có tổn thương đấy, nhưng mà tổn thương nó thoái hóa nội xuống thôi mà chưa phát triển ra bề mặt. Một điểm nữa là khi đọc rách thì mình mô tả là rách cái xuồng chêm nó phát triển ra cái bề mặt nào của xuồng chêm, mặt dưới phía mâm chày hay mặt trên phía xương đùi. Cái đấy là khi các phẫu thuật viên họ thể quan tâm, vì họ sẽ đặt khi khi người ta mổ nội soi người đặt cái troca vào, người ta định hướng nếu như rách phía dưới có thể người ta hướng đi nó khác, rách phía trên người ta sẽ vào theo cái hướng khác, thì là nó liên quan đến cái phẫu thuật mà chúng ta đọc như là chúng ta rách tiếp xúc với mặt dưới của xuống là rách tiếp xúc với mặt trên của xuống. Một cái nữa là khi đọc rách thì phải phân biệt là rách dạng gì. Thì các anh chị đọc sách thì rất là nhiều cái hệ, rất là nhiều loại. Ở đây tôi tóm tắt ra ba cái loại hay gặp thôi. Cái loại thứ nhất là loại rách ngang. Là rách ngang này là cái đường rách bằng tách cái xuồng chém ra thành hai phần trên và dưới. Nha. Thì rách thứ hai là cái rách đứng xuyên tâm. Có nhiều cái tên gọi lắm, có nhiều loại rách mỏ chim vân vân, rách từ cái diện tự do người này nó rách vào như thế này. Rồi rách thứ ba là rách định dọc, nghĩa là nó sẽ chạy dọc theo cái trục của xuồng chêm và nó chia xuồng chêm ra thành hai nửa, ngoài trong. Rách như thế này. Và cái thứ tư là rách dạng quái sách hay rách dạng quái ẩm đấy, book kick handle tear. Tại sao là quái ẩm? Thì bình thường cái xuồng chém như thế này, bây giờ thì một cái đường rách nó chạy như thế này và cái phần này nó bị lệch lệch ra phía ngoài này như này, và tạo thành giống như cái coil sắt của cái ấm ấm đun nước vậy, và dạng coil sợ ấm hoặc là cái dạng coil xô, cái xô sắt nước nó cũng thế, giống là có cái coil. Cái này là cái rất khó chẩn đoán ở trên cộng hưởng từ nếu các anh chị không để ý. Còn nếu như để ý nó thì chúng ta sẽ thấy là có cái dấu hiệu rất là đặc biệt để chúng ta nhận ra à có rất kỳ dạng quái số này. Dù coi chúng ta sẽ có một số trường hợp tôi giới thiệu cái gì cách phân tích. Đây là trường hợp rách xuống trên, thấy như thế nào? Trên mặt phẳng coronal, đây là coronal, đây là sagittal. Chúng ta thấy có cái đường rách nó nằm ngang mà nó cắt thì xuống trên ra thành hai nửa trên và dưới. Còn hình bên phải thì có cái đường rách nhỏ nó tiếp xúc với bờ dưới của xuống xuống trên. Hình bên trái thì nó cùng tiếp xúc với cái bờ dưới của xuống trên. Ngoài này hai trường hợp rách xuống trên. Đây. Đây còn một trường hợp khác rách xuống trên. Như thấy cái đường rách tăng tín hiệu nó chạy hơi nằm ngang chất và nó tiếp xúc với bờ dưới của xuồng trên. Ở đây. Một trường hợp khác cũng là đường rách, cũng như thế đường rách nằm ngang và chạy ra như thế này. Mặt phẳng sagittal bên trái, mặt phẳng coronal bên phải. Rách dạng quái sách như họ nói thì làm sao để phân biệt được rách dạng quái sách? Thì cái thứ nhất là chúng ta phải xem cái xuồng chèn, chúng ta ra càng mặt các corona sagittal chúng ta thấy nó rách và nó bong ra, và có một cái dấu rất đặc biệt là cái mặt phẳng sagittal cắt qua cái dây chằng chéo sau này thì chúng ta sẽ thấy
xuất hiện phía trước cái trang giờ sau, một cái cấu trúc giảm tín hiệu tương tự như cái trang giờ sau nữa, mũi tên trắng ấy, và người ta gọi đây là dấu hai dây chằng chéo sau. Thì cái phía sau là dây chằng chéo sau thực sự, còn phía trước là cái mảnh xuống chém nó bị rách và nó bị dí lệch vào giữa. Thì các anh chị tên nào là các xe cái tan, các anh chị dừng lại ngang cái vị trí cắt qua cái dây chằng chéo sau này và thấy một cái cấu trúc tương tự như dây chằng chéo sau nằm phía trước đây thì phải nghĩ đến ghế rắp dàn quay sách, lúc này chúng ta sẽ phải nhau trên các cái mặt phẳng khác và các cái mặt cắt khác để phát hiện ra. Thì anh nhớ cho cái dấu hiệu này, đây, dấu hiệu hai dây chằng giờ sau. Khi mình nói đến hai dây chằng giờ sau á, dấu hiệu đấy á, thì chúng ta phải phân biệt được các dây chằng xuống trên đùi. Thì có ở trong khớp á, chúng ta thấy ngoài các cái dây chằng lớn á, nhưng còn có các cái dây chằng nhỏ, đặc biệt có cái dây chằng ngang là nó nối sừng của hai cái xương xương trước của hai cái xương trên. Giờ tôi sẽ giới thiệu vào trường hợp nhận thấy rất rõ. Thì trường hợp thứ hai là các dây chằng xương chém đùi, nó chạy từ bên này, nó bên xương chém bên này, nó chạy qua, nó bám vào cái xương đùi, nó chạy chéo như thế này. Thì dây chằng xương chém đùi này nó có thể chạy phía sau của dây chằng chéo sau, ví dụ trường hợp này, hoặc nó chạy phía trước của dây chằng chéo sau. Nếu nó chạy phía sau thì đơn giản chúng ta biết, nhưng mà nếu nó chạy phía trước, nhiều khi chúng ta đọc nhầm là dấu hiệu hai dây chằng chéo sau nó có rắc xuống chêm, không phải. Mà cái trường hợp này là trường hợp bình thường, dây chằng bình thường. Thì làm sao để biết được đây là dây chằng hay là mảnh rắc của xuống chêm, thì chúng ta phải lần các cái là các xe tan này, từ phía bên này chúng ta thấy nó chạy từ xuống chêm bên này. Đấy, từ lạc can này từ xuống chêm bên này nó chạy lên 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 phía sau thì xuống chêm, à, phía sau của dây chằng chéo sau, nó bắn qua dây chằng chéo sau, nó bám lên cái mặt sau của cái xương đùi. Đấy là dây chằng xuống chém đùi. Thì nếu như nó chạy phía sau của dây chằng chéo sau thì gọi là dây chằng Weisbach. Còn nếu nó chạy phía trước của dây chằng chéo sau thì gọi là dây chằng Humphrey. Thì hai dây chằng đấy là một. Bình thường người ta sẽ có một dây chằng, nhưng sẽ có một số trường hợp các anh chị gặp cả hai dây chằng, nghĩa là một cái chạy phía trước, một cái chạy phía sau luôn. Một cái nữa là bóng xuống chêm. Thôi hồi này tôi còn nói đấy, cái xuống chêm nó được định vào cái mâm chay bằng các cái dây chằng vành nhỏ nhỏ nhỏ. Đến hình ảnh cộng hưởng từ, chúng ta không thấy được dây chằng vành. Chúng ta chỉ biết nó có tổn thương dây chằng vành khi thấy cái xuống chém này nó bóng lên trên, khoảng cách giữa xuống chém và mâm chay trên 3 mm là bất thường. Nhưng trong trường hợp này nó có chấn thương trực tiếp vào đây, phù nề thì ô xương sọ của mâm chay tràn dịch khớp và nó tắt cái xuống chém lên trên quá 3 mm, như vậy nó có tổn thương cái dây chằng vành. Về tổn thương dây chằng vành nên có ý nghĩa gì? Nó làm cho mất vững, mà sẽ dễ tổn thương, và thường người ta sẽ phải phẫu thuật cố định cái xương chém này. Cái tiếp theo là tổn thương của xương khớp. Ngày tôi nói qua dây chằng này, dây chằng dọc trước, dây chằng dọc sau, dây chằng bên chày, dây chằng bên mạc, các xương chém, xương chém trong, xương chém ngoài, bất thường xương chém hình đĩa, rách xương chém, các cái dây chằng gì gây nhầm và rách xương chém. Bây giờ cái tiếp theo là tổn thương của xương khớp. Thì các khớp thì nó được được bọc bởi cái xương hyaline, đúng không? Và xương hyaline nó có thể bị tổn thương trong trường hợp chấn thương, trong trường hợp thoái hóa, vân vân và vân vân. Thì chúng ta có thể thấy cái xương chém rõ nhất là gì? Ở phía sau của xương xương hyaline, ở phía sau của xương bánh chè, ở phía trước của xương đùi ở đây. Thì xuống hyaline này bình thường là có tín hiệu trung bình màu xám, thấp hơn cái dịch phía ngoài, cao hơn cái vỏ xương đang đeo đeo phía dưới. Thì nếu như có tổn thương xuống trên, chúng ta sẽ thấy bất thường và tín hiệu và hình thái của cái của xuống hyaline, xin lỗi, xuống hyaline ở đây. Thì đây trường hợp này tổn thương xuống hyaline,
vẫn tín hiệu rắt nó đi xuống hết bề dày của xuống hết lên rồi, như vậy là đồ ba rồi. Phía sau này, nhìn luôn phía sau này nó có một cái nang Baker. Cái này phát hiện tình cơ thôi, nó thoát vị của cái dịch não tủy, xin lỗi, dịch khớp nó ra ngoài này. Thì các anh chị thấy nang Baker này nó có một cái cổ. Cái cổ này nó sẽ đi giữa cái dây chằng, cái đầu trống của cơ bụng chân và cái gân cơ bản màng. Đấy không? Thì các anh chị mà để ý cái gân cơ bản màng ở vị trí này nó tạo thành một cái hình móc hình chữ C như thế này, nó luôn luôn như thế. Có một số người mà mập như khi thấy rõ, nhưng mà những người chơi thể thao nhiều những thấy cái gân này nó to, thấy rất rõ nó hình chữ C như thế này. Thì nang Baker luôn luôn có cái cổ đi qua đây và chúng ta lần lần lên trên nó chẳng thấy cái cổ nên nó thông với ổ ổ khớp bên trong. Đây là phân loại của sụn chèn, à tổn thương sụn hyaline, xin lỗi, à sụn hyaline này này thấy nha. Sụn khớp thì có nhiều độ, độ 1, độ 2. Độ 1 thì nó hơi bị phi dài, bị sưng nề lên tăng tín hiệu. Độ 2 là nó khuyết một phần của cái sụn chèn nhưng mà chưa quá 50% độ sâu của sụn chèn. Độ 3 là khi mà hưng khuyết này nó đi hết cái bề dày của sụn chèn quá 50%. Và độ 4 là khi nó có cam phu nề của cái mô xương sọ phía dưới, tổn thương đi hết bề dày của sụn hyaline và có phu nề của thì mô xương sọ phía dưới. Một số tác giả thì dừng ngang đây đâu, 4 độ thôi. Một số tác giả liệt kê thêm độ 5 nữa là khi mà nó bong ra, nó tạo thành một cái mảnh rời nồi khớp. Đấy, đố số 5. Để tôi kiểm qua một số cái hình ảnh. Bây giờ đây là một số K. Bên này là mặt phẳng sang cái tan, bên này là mặt phẳng coronam. Chúng ta dần đi dần dần dần. Thầy có phần mềm làm em lái đá sư. Ừ? Thầy có. Phần mềm này miễn phí nhưng mà để dùng phần mềm này thì người ta chỉ có trên cái hệ thống MacBook thôi. Bạn đầu tư mua cái máy MacBook xong bạn đáo cái phần mềm này, đáo phần mềm hoặc là phần mềm MLL hoặc phần mềm Photoshop thì đầu tư thôi. Đấy, cái này nó có một cái hay là các bạn có thể đọc phim tại nhà mà có độ phân giải rất cao. Trên đây chúng ta hay đọc TeamView, thì cái phần TeamView nó phân giải rất thấp, bạn thấy là rất là khó. Thì chỉ cần các bạn có cái phần mềm này và kỹ thuật viên là chụp sóng là yêu cầu họ lấy cái file tái có mà gửi qua mail cho các anh chị, vậy này cũng dễ, gửi qua một vài phút sau là chúng ta đào về là chúng ta lấy phương máy này, lúc này chúng ta sẽ đọc được và chúng ta sẽ chìm điều chỉnh được hết cả độ sáng tối, chúng ta có thể đo được tất cả mọi thứ như là trên thì phần mềm máy phim bình thường ấy mà thì nó có tiền. Nên mặt phẳng xa cái tan. Ngày nay gặp thấy cái gì? Đường rắc vừa sinh trượt của súng, súng chêm, đúng không? Nên là súng chêm. Ngoài trong nó xem. Xuống trên. Súng chêm ngoài, đúng không? Súng chêm ngoài. Đây. Thấy đường rắc ở đây, nó tiếp xúc với bờ dưới của súng chêm ngoài, đúng không? Trên mặt phẳng xa cái tan, nó thấy như vậy. Đây, rắc. Từ phía ngoài vào này, chúng ta cắt phía ngoài vào, các anh chị thấy đây là hình ảnh xa cái tan. Còn bên trái là hình ảnh corona để định vị. Cái hình ảnh màu xanh, cái đường màu xanh chính là cái lạc cắt hiện tại. Còn hai cái đường màu cam là cái giới hạn ngoài và giới hạn trong của cái trường cắt. Chúng ta cắt vào trong này. Đây, đây cái thân xuống chém. Ra ngoài lại, cái thân xuống chém hơi hình nơ. Vô này, chúng ta chỉ thấy một lạc. Vô này. Chúng ta thấy đường rách ở đây, tương ứng trên corona chúng ta cũng thấy rõ, cắt vào thấy đường rách nó rõ vào
Bắt đầu ở đây các anh chị chú ý cho một cái xuất hiện một cái chấm đen đen ở đây này, để các anh chị thấy có rõ không? Tôi phóng đại cái hình này lên đây. Chấm đen đen này, đây là cái gì? Có phải là mảnh rời đất không? Chúng ta lên qua tiếp này, chạy qua tiếp, chạy qua này, cái chỗ này này. Muốn mở sạc màn hình và bằng tắt thì sạc màn hình đấy. Rồi, chúng ta ra lại này, chúng ta ra ngoài, ra cái lạc cắt phía ngoài của cái xuồng trên ngoài. Chúng ta lên vào trong, lên vào trong, lên vào trong, chúng ta thấy đường cắt ở đây rồi đúng không? Đường cắt. Đường cắt ở đây. Giờ lên vào trong nữa. Lên vào nữa. Lên vào nữa. Bắt đầu ở đây các anh bạn thấy có một cái phần nó hơi tách hẳn ra đây. Bạn muốn tắt cái phần trên nhiều đấy, bằng Hiên, Nguyễn Minh Hiên. Lên vào tiếp các bạn thấy cái chỗ này này. Lần vào tiếp thì nó tắt hẳn ra, vào tiếp tắt hẳn ra, vào tiếp đây, vào tiếp nữa vẫn còn thấy nó, vào tiếp nữa, vào tiếp nữa vẫn còn thấy nó, vào về nữa vẫn còn đây. Vào vào và còn thấy nó hòa vào vệ sinh sinh trượt của cái xuống chém trong. Vậy đấy là dây chăng ngang nó nối hai cái sinh trượt của xuồng chiếm trong và xuồng chiếm ngoài như vậy mà chạy. Nếu chúng ta không để ý là như thế, chúng ta lại nhầm là một cái mảnh rời của xuồng chiếm, nhưng mà nhìn kỹ thì nó chạy từ bên này qua bên tên, nó nối hai cái chân của xuồng chiếm với nhau. Chân này chúng ta thấy ở trường hợp này chúng ta thấy như chân chạp trượt nó rất là rõ, chân chạp trượt tín hiệu rất tốt, bên trong có các cái thợ thợ tăng tín hiệu để chăng chờ sau nó hình như thế này. Đấy, như vậy bệnh nhân này có rách thì sưng trước của dây chăng hoặc xuống trên ngoài. Bây giờ ta có qua một cái ca khá. Đấy, bắt đầu tôi bên này là bên trái là xa cái tan phần đài lên một chút. Bên phải là hình coronan. Các bạn chú ý là bây giờ mình đi từ phía ngoài vào qua thanh xuống chen, ở đây là thanh xuống chen. Thì màn hình bị lag, màn hình chiếu đang bị lag các bạn, che một chút. Mình di chuyển slide các bạn có thấy không? Mình rồi bắt đầu mình xuất hiện lại. Màn bị chậm rồi. Bắt đầu là các qua thân xuống chêm rồi. Rồi vào. Ở đây thầy bắt đầu chúng thầy có những cái hơi bất thường nữa. Tín hiệu nó không đều ở bên này. Chúng ta qua tiếp này, vào tiếp này, những cái này đây sinh trước sinh sau, sinh trước nó có bị rách này, có cái đường rách này này, vào tiếp, vào tiếp, vào tiếp, vào tiếp, vào tiếp.
Có cái gì đây bất thường? Trên mặt phẳng bên này, bên tại mặt phẳng Satan các anh chị thấy dấu hiệu gì? Dấu hiệu hai dây chằng chéo sau đúng không? Vậy trường hợp này có rắp dạng quay sắt rồi đúng không? Đây dây chằng chéo sau. Đây, còn đây là cái phần xuống chém phía trước. Bây giờ chúng ta qua tiếp bên này. Qua xuống chém ngoài. Xuống chém ngoài đây. Thân là các có thân xuống chém ngoài. Hình nơ rất là đẹp. Vào trong bình thường, vào trong bình thường, bây giờ nó tách đôi ra thành sân trước sân sau ha. Vào trong bình thường, vào trong bình thường, vào trong, vào trong, vào trong bình thường. Đây là cái phần cái chỗ hai cái sân trước sân sau nó bám vào cái móng chay, và khi cái vị trí bám vào móng chay các bạn để ý là có các cái hình giống như cái rễ vậy, nó bám vào. Đấy. Từng thở rồi xem cả nó là cả cái vùng tăng tín hiệu này là bình thường, như cái rễ bám này là nó bình thường. Khi mà đọc là chúng ta phải lần từ phía trước ra phía sau để xem từ chỗ này nó có bị bóng không. Như vậy xuống chân ngoài là không có vấn đề gì. Như vậy nó rắt. Cái chỗ rắt này là nó bóng của xuống chân trong. Là như thôi từ đầu mình nhận định là cái phần thân phía ngoài này nó không đồng nhất. Đây cái phần tín hiệu này nó không đồng nhất như vậy. Nó bóng cái chỗ cái xuống chân trong này và nó di lệch vào. Vào trong. Nó tạo thành một cái đường phía trong này. Bây giờ chúng ta quay trên mặt phẳng Coronal. Cắt phía sau ra phía trước. Và cắt ra phía trước cái gì đây? Đây, bên hình bên bên phải á, Coronal. Bây giờ chúng ta lưu sau này. Và các bạn để ý ra là gì? Ở chỗ nên tách ra này. Bình thường tách phía sau thì chúng ta sẽ thấy ngang đây, chúng ta thấy cái thân bắt đầu cái thân. Nhưng mà đây cái hình và trong này nó có một cái phần của xuống chêm nó chạy vào trong. Nha. Lưới sau nữa thì nó chạy vào trong tiếp. Còn cái thân bên này thì nó tín hiệu nó bình thường, nó chỉ còn một phần nhỏ của cái thân thôi. Bình thường chúng ta phải thấy nó hình tam giác như thế này, bây giờ chỉ còn một phần nhỏ. Vô tiếp cái phần này cái thân nó xẹp hẳn, nhưng mà cái phần xuống chém bị rách, nó bóng vào dàn quay sắt á, nó chạy vào trong này, chạy vào giữa xuống cập đến chỗ cái gai móng chay á nha, chạy vào trong nữa vẫn còn này nha. Và đây chính là cái vị trí mà chúng ta cắt qua và chúng ta thấy cái hình ảnh dây chằng hai dây chằng chéo sau. Bây giờ chúng ta gửi sau thì nữa này chỗ này thì cái phần xuống chém của xuống chém trong nó bóng vào, nó đi vào giữa và trên mặt phẳng corona là chúng ta thấy nó như thế này. Trên mặt phẳng xa cái tan cũng sẽ thấy nó hình chạy về trước dây chằng chéo sau và tạo thành cái hình hai dây chằng chéo sau đúng không? Bây giờ chúng ta lên đến corona lưới sau tiếp, lưới sau tiếp và chạy tiếp lưới sau là chạy lưới sau này này rồi nó liên tục phân xuống chém chỗ này hàng mất liên tục vì phân sinh sau xuống chém rồi này. Đây là rách dàn quái sắt của xuống chém trong đúng không? Anh chị thấy thì trên kỳ khi mà trên xa cái đan chúng ta thấy dấu hiệu hai dây chằng chéo sau, chúng ta quay trên corona thì chúng ta thấy nó rất là rõ. Chúng ta lần từ sinh trước ra sau và chúng ta thấy nó tách đôi ra và nó cái phần rách bị bóng ra, nó chạy vào phía trong. Đấy. Bình thường không có như vậy được, chạy vào trong như vậy. Thì đấy là rách dàn quai sắt. Trường hợp này cũng có rách kèm với kỳ dây chằng chéo trước đúng không? Trên kỳ xa cái tan chúng ta không thấy rõ cái nằm dây chằng chéo trước nữa. Trên T1 cũng thấy, T1 thấy cái dây chằng chéo sau rất rõ nhưng chéo trước không thấy. Trên kỳ T2, T1PD, dây chằng chéo trước đan rồi. Ngoài này rách dây chằng chéo trước, rách dàn quai sắt xuống xuống chấm trong. Để xem chúng ta còn cái nào khác. Chúng ta chia ra hai mặt phẳng.
là như thế nữa. Thì mình đọc thường đọc trên cái PD hoặc là cái T2, thì hình bên phải là hình sa cái corona, hình bên trái là hình sa cái tan, đúng không? Là cắt sa cái tan qua giữa, chúng ta thấy không thấy cái dàn chéo trước, như vậy nên nó rách hoàn toàn cái dây chằng chéo trước rồi. Này, dây chằng chéo sau thì nó gập góc, anh chị thấy không, chạy qua qua về về thấy cái dây chằng chéo sau nó gập góc hình cái móc câu, còn dây chằng chéo trước thì tín hiệu không rõ. Trên coronan khi mà có đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước thì chúng ta sẽ thấy có cái dấu hiệu antinos. Này, phía trước này, từ phía trước ra sau dây chằng chéo trước nó chạy như thế này, lên sau lên sau lên sau, đáng lẽ nó phải chạy thẳng lên là nó bám vào cái bờ trong của cái lô cầu ngoài này, nhưng mà bây giờ chúng ta không thấy nè, rách hoàn toàn luôn, và đây chúng ta thấy dịch thôi, gọi là dấu antinos. Nó mất cái chỗ bám của cái dây chằng chéo trước vào cái vòm dáng lôi cầu này, antinos. Thì nếu trên xa cái ta chúng ta không thấy rõ, chúng ta khó nhận biết, chúng ta phải qua trên corona, nó phải cái rất là rõ đây. Xuống chém thế nào, xuống chém để xem. Bình thường xuống chân trong lên thêm, xuống chân ngoài thế nào, chưa có chi phải không? Ngoài trên ASEAN bình thường ha, chưa thấy chi một thường xuống khớp vẫn còn ha. Rồi có bạn Nguyễn hỏi về phân loại xương khớp thế nào, có nhiều tác giả tổn thương xương khớp thì trong sách thầy thầy viết theo cái sáu năm độ đấy, có độ không độ bình thường, thì có trích dẫn cái tác giả đấy, thì có nhiều nhiều vì phân loại khác nhau. Đúng rồi, tác giả thầy trích dẫn cái xương khớp ở đây, phần xương khớp thì nó tín hiệu màu xám thế này, cái phần vỏ xương thì nó giảm tín hiệu, xương khớp và xương đùi ở đây. Nào, con cá nào hay không? Đây tổn thương xương khớp, nào các anh chị thấy trên mặt phẳng ASEAN chúng ta thấy thì xương khớp nó bị rách ở đây, nó tăng tín hiệu thì đường rách nó đi gần hết cái bề dày, gần hết cái bề dày của cái xương khớp luôn, như vậy cái này là độ 2 rồi ha, chưa kèm thì tổn thương xương, nếu mà tổn thương xương là thành độ 3. Nên thành đồ đồ ba rồi nhé, nó đi dài gần hết thành đồ ba rồi, khoảng 50% này đồ ba rồi, tổn thương xương khớp. Dây chằng thế nào, dây chằng còn được, dây chằng dọc được, còn thấy có trang dịch khớp một chút. Đây trường hợp này là có trang dịch ở cái ngách trên xương mảnh chai, anh thấy ở đây thì khi mà dịch nhiều nó sẽ lan lên đây, và khi chúng ta siêu âm chúng ta đặt cái đầu dò lên đây chúng ta đo thì bề dày, thì trong siêu âm khớp gối nó có một cái đọc trang dịch khớp nó cần phân biệt với tù dịch dưới da, dễ nhầm lắm. Thì khi chúng ta thấy một cái ổ dịch ở đây thì cái ổ dịch đó nó phải thông về xương khớp, thông về ổ khớp chúng ta mới gọi là trang dịch khớp. Còn cái ổ dịch dưới da nó thường là sẽ nằm phía trước cái gân này, nó không thông đồ khớp, như vậy là tù dịch dưới da thôi. Trường hợp bệnh nhân này thì có rách cái xương chêm rất là to, qua xương chêm trong
này. Nhưng mà chúng chiếm ngoài là bị gắt luôn, chúng ta thấy thêm sinh trước thôi, hôm sau là không thấy luôn. Cái chỗ này là cái gắn cái khoeo, như thế nó bám vào xương đùi gắn cái khoeo, thì cái xương chiếm ngoài gắt luôn cái xương sau rồi, xương co xương trước thôi, xương sau đi một này y lật một trong luôn. Phía sau này lơ lửng ở trong ổ dịch này là cái xương sau xuống trên ngoài, và nó rách, nó bong, nó rách hẳn, không còn liên tục về cái phần còn lại của xuống trên, và nó bong ra hẳn so với móng chày. Cái dày nó chắc chắn là phải 5 mm hoặc hơn, ngoài là bất thường. Như vậy nó rách bong luôn cái phần sau của xuống trên, xuống trên ngoài. Cái cuối cùng trong cái xuồng, khi mà đọc cụm từ khập gối á, mà lâu nay chúng ta để ý á, chính là những cái bất thường của cái khớp bánh che đùi. Thì cái này là trong sách cũng viết khá nhiều, anh chị về đọc thêm. Trên hình ảnh cụm từ á, đánh giá cái dễ nhất á, chính là đánh giá cái vị trí của xương bánh chè so với cái khớp. Thì người ta dùng cái tỷ lệ insan sanvati này, người ta đo cái bề cao của cái xương bánh chè từ cực trên xuống dưới, và người ta đo cái từ cái cực dưới xương bánh chè cho đến cái chỗ bám ở móng chày, người ta đo cái gân bánh chè này. Thì cái tỷ lệ A trên B này thường thường nó dao động trong khoảng 1, nghĩa là cái A nó gần bằng B, thì đấy là vị trí xương bánh chè bình thường. Còn một số trường hợp xương bánh chè nằm cao, ví như trong trường hợp này xương bánh chè nó lồi lên trên cao như thế này, thì bề dài của cái gân bánh chè nó dài ra, thì như vậy là bất thường, chúng ta gọi là xương bánh chè nằm cao. Một số trường hợp khác, xương bánh chè nó tụt thấp xuống, thì cái tỷ lệ này nó giảm xuống. Thì như vậy chúng ta nói là xương bánh chè nằm nằm thấp, thì tỷ lệ này bình thường khoảng 1,02, thì nó thay đổi trên 2 độ là chuẩn, thì chúng ta thấy nó có ý nghĩa. Thì xương bánh chè nằm cao hay nằm thấp nó sẽ kèm theo một số bất thường khác của cái lớp mỡ hốt pha. Thì đây là cái lớp mỡ hốt pha có thể gây chèn ép viêm lớp mỡ hốt pha, rồi có thể kèm tổn thương các cái xương khớp khác. Thì khi anh chị đọc cộng từ gối thì nhớ đọc cho cái tỷ lệ này luôn. Thì đây là một ví dụ, xương bánh chè nằm cao là patella alta này, thì khi trường hợp này nó thể kèm theo các cái bất thường của lớp mỡ hốt pha, phù nề vân vân. Trường hợp này thế, chúng ta thấy cái tỷ lệ giữa xương bánh chè và cái gân bánh chè nó không cân đối, mà xương bánh chè nó nằm cao và cái lập mỡ này. Như vậy 1 tiếng đồng hồ tôi giới thiệu qua các anh chị thì cộng từ khớp gối, những cái hình ảnh giải phẫu cơ bản cũng như một số tổn thương, các anh chị về đọc tiếp. Tất nhiên thì lý thuyết chỉ là một phần, mà các anh chị về tập phân tích hình ảnh thì tốt nhất á, là các anh chị copy mấy cái file ảnh DICOM của cái cụm từ khớp gối á, thì anh chị hỏi mấy anh chị kỹ thuật viên người ta tập cho cái cách copy file DICOM này về đưa vô máy máy các anh chị có các cái phần mềm đọc phim những e phim nhận hàng, hoặc ai có MacBook thì dùng cái phần mềm Poros hoặc là Mian, là thì chúng ta có file DICOM chúng ta nhập vào, lúc này chúng ta có thể xử lý mọi thứ giống như là trên cái workstation của máy cộng từ ấy. Thì chúng ta tập cách đọc, thì tập nhìn nó quen, phân tích để lưu, như này chúng ta mới thuộc được các cái cấu trúc giải phẫu trong cái khớp gối. Thì còn quay trên hình ảnh JPEG hoặc là cả cái hình ảnh trong sách, những cái một hình hai hình chúng ta rất là khó hình dung, chúng ta phải tập mắt
đọc tới đọc lui mở ra, cần mở cái phần mềm ra rồi phân tích đọc tới đọc lui hình ảnh thật gối như thế, thật vai như thế, rồi sọ não thế. Đấy, thế tuần sau chúng ta qua bắt đầu qua các cái tổn thương sẽ dày dần các cái bài thần kinh. Đấy, thì tôi sẽ nói rất là nhiều về cái giải phẫu thần kinh. Thì chưa biết nhà trường chưa có cái thông báo về việc đi học lại của học viên sau đại học, thì nếu như đi học lại thì sẽ dạy trên lớp, còn nếu mà chưa đi học lại thì tôi sẽ tiếp tục dạy qua mạng này và sẽ xem cả về phần thần kinh về phần xương khớp nữa luôn, các anh chị đỡ nhầm. Thì tất cả cả hai lớp cũng đều bắt đầu học thần kinh, thì tôi sẽ dạy dần về thần kinh. Thì để tóm tắt cái bài hôm nay thì có mấy cái. Thứ nhất là cái giải phẫu khớp gối rất là phức tạp, nhiều cấu trúc bên trong, và nếu như nhìn không rõ thì chúng ta khó mà nhận biết được. Về cái cách duy nhất là chúng ta phải học tập làm quen với con mắt, là như tôi nói đấy, lấy hình ảnh về mà tập để ngồi qua tới qua lui. Cái tổn thương của khớp thì nó rất là đa dạng, và chúng ta phải học các cái tổn thương thường gặp trước, rồi sau đấy chúng ta phải làm quen dần với các cái loại tổn thương khác. Cần nắm rõ các cái phân độ trong xương khớp cũng như thần kinh cũng như các cái bộ phận khác. Bây giờ các anh chị thấy người ta lừa ngỏ hết, người ta đưa ra các cái bảng phân độ để lượng hóa các cái tổn thương để tiện cho cái việc theo dõi đánh giá rồi tiên lượng điều trị vân vân. Trong việc đánh giá cái dây chằng chéo thì các anh chị nhớ cho là cái thoái hóa nhầy của dây chằng chéo trước, dễ nhầm về cái rách bản phân dây chằng chéo trước. Cái này nó có ý nghĩa quan trọng, nhưng nhiều khi chúng ta đọc rách bản phân người ta đem bộ phải bệnh nhân rách, như vậy là bệnh nhân chịu cuộc mổ. Luôn khảo sát xương khớp, cái xương vì sao tôi đưa hai cái này vào, luôn khảo sát xương khớp và đừng quên đo tỷ lệ insan salvati, vì chúng ta khi đo chúng ta để ý vào nhiều cái dễ nhầm, thì luôn luôn nhớ cho hai cái này. Còn dây chằng chéo trước của xương chêm tất nhiên chúng ta sẽ phải đo rồi. Một cái nữa hay quên nữa là cái dây chằng bên bên chai bên mặt, nhiều khi chúng ta quên. Thì như vậy là tôi giới thiệu xong cho anh chị phần cộng hưởng từ khớp gối. Xương khớp này chúng ta cũng có